Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện trên địa bàn còn xuất hiện những ca bệnh rải rác, tản mát trong cộng đồng. Đặc biệt là các ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho sốt đã xuất hiện các ca bệnh chùm ca bệnh trong các chuỗi cung ứng, công sở, chợ, khu dân cư, khu chung cư. Bên cạnh đó, chủng virus biến thể Delta lây lan mạnh, chu kỳ lây ngắn khoảng 2 ngày, nên còn những ca bệnh có thể vẫn còn lẩn khuất, chưa phát hiện được. Và trước tình hình đó, thì thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng, có trọng điểm, bóc tách F0 trên địa bàn nhằm đánh giá lại các khu vực, đồng thời xây dựng hai kịch bản xét nghiệm sau ngày 6 tháng 9. Theo đó, thành phố tập trung nguồn lực ưu tiên xét nghiệm các khu vực phong tỏa hoặc khu vực cách ly nhóm đỏ, khu vực có nguy cơ nhóm da cam. Đối với nhóm xanh, sẽ xét nghiệm theo hộ gia đình. Thời gian thực hiện từ 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, tổng số mẫu là khoảng 200.000 mẫu. Bằng kỹ thuật real-time PCR chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến 80.000 mẫu từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Giai đoạn 2 dự kiến 120.000 mẫu tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Đặc biệt, sẽ lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng nguy cơ cao như shipper, người làm dịch vụ vận tải, người làm tại các công ty cung ứng hàng hóa, thực phẩm, người bán hàng tại chợ, siêu thị. Đồng thời, Hà Nội cũng đã xây dựng hai kịch bản xét nghiệm sau ngày 6 tháng 9. Kịch bản 1, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các quận, huyện, thị xã đã có nguy cơ cao từ trước, với các ca mắc tăng cao phải thực hiện phong tỏa, thành phố dự kiến lấy 800.000 mẫu. Đối tượng được lấy mẫu là gồm những người hay di chuyển, người làm nhiệm vụ tại các chuỗi cung ứng, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác. Kịch bản 2, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các quận nội thành và một số khu vực khác của các huyện ngoại thành với các ca mắc lớn phải thực hiện phong tỏa, giới nghiêm toàn thành phố. Thành phố dự kiến lấy 1,5 triệu mẫu. Đối tượng lấy mẫu gồm người hay di chuyển nhiều, người làm nhiệm vụ tại các chuỗi cung ứng, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác.